Bây giờ bó đũa này hai đứa nào bẻ được mẹ sẽ mua phần thưởng cho. Mẹ ơi sao nó chắc thế? Nào Thùy Giang đưa cho mẹ. Đấy, hai đứa có thấy bẻ được không? Không ạ. Đây, anh cầm cho mẹ. Sao mẹ không bảo con này con được mua kẹo à? Đấy, có thấy dễ hơn không? Có. Nhưng mà mẹ có bảo bẻ từng cái đâu. Mẹ có bảo các con là bẻ bó đũa này cùng một lúc đâu. Đấy, các con thấy không? Hai cái bẻ từng chiếc một rất là dễ dàng. Hai chị em ở trong một nhà là không được lên cãi nhau, phải yêu thương lẫn nhau, không được tranh giành nhau. Vâng ạ. Vâng ạ, con xin lỗi mẹ tại vì con không biết nhường em ạ. Lúc nào mình phải bảo mẹ mua cho thêm mấy con búp bê nữa rồi. Mấy con búp bê là đẹp nhưng mà cũ quá rồi. Bây giờ mình sẽ ăn kẹo út chì. Cái kẹo này đầu nó giống bút chì nên người ta gọi là bút chì. Vị nhau ngon quá. Em gói gì đây? Anh có kẹo. Chỉ một cái. Ôi, kẹo này có ít lắm nên em không cho được đâu. Sao em xỉn thế? Chị xin có một cái kẹo mà không cho. Tại vì đây là kẹo của em chỉ có một gói thôi nên em không cho chị đâu. Chị có một cái thôi mà em có bao nhiêu kìa. Nhưng mà kẹo của em thích cho ai thì em cho. Không cho thì thôi, chị mà chẳng có kẹo của chị thì nữa chị ăn đừng có mà xin. Buba buba dâu này. Thôi cho em đi, em cho chị kẹo này. Kẹo của chị ngon lắm. Bây giờ chị lại chả thích nữa rồi. Mất một cái là chị một miếng thôi. Thôi một miếng đi. Một miếng cũng không cho nhá. Nhưng mà chị một miếng bé thôi mà. Đi này. Em một miếng em cho chị cả gói luôn. Đi này. Cho em cái rác. Nhưng mà đây là rác cho ăn được chị. Cho em một cái đi. Đi cho em một cái đi. Thơm quá. Cho em đi mà. Nhưng mà ăn một mình lại thích hơn. Đi cho em đi. Ngon quá. Kẹo này còn thơm nữa. Thơm quá. Chị cho em một miếng đi. Đi cho em đi. Chị có cho em đâu. Chị chỉ đưa chị xem thôi mà. Là chị đưa cho em mà. Ngồi lui sang kia. Tận 180cm thì mình ăn có lâu mới hết. Kẹo của mình ngon, kẹo của chị cũng ngon. Gì? Gì? Ăn kẹo á? Xin gì thì chị cho. Em xin chị. Nói thế thôi á? À? Em phải nói là em xin chị Hồng Anh một miếng kẹo á. À. Một miếng kẹo mà là nhiều. Trường Anh, cho em xin một miếng kẹo đi mà. Yeah. Thế là chấp nhận được. Em yêu chị. Đây, đúng 2cm luôn. Sao ít thế chị? Em bảo một miếng mà. Đây chưa phải là một miếng. Chỉ một miếng cho đủ ở mồm em là được. Ăn đi còn lằng nhằng gì. Không ăn chứ gì, đưa đây. Cho rồi còn không ăn.
Ôi mẹ này. Dạ, gì đấy ạ? Đi đâu vậy? Em đi đâu anh hỏi làm gì ạ? Tao không có quyền hỏi á. Cầm đi trên tay này, đưa đây. Mang đi nhiều đồ chơi này. Đưa luôn rồi kẹo ơi. Kẹo gì đây? Đồ chơi của em, người kẹo của em anh lấy làm gì? Tao thích tao đấy. Cút. Đồ chơi cho em đi. Con này được nhỉ? Đi. Thôi mình không chơi búp bê đâu. Ui kẹo ngon thế. Kẹo đâu? Đồ chơi đâu? Nhìn cái mặt kìa. Con thấy làm sao lại khóc? Nó muốn anh ở đằng kia, anh lại mất đồ chơi chung chung với kẹo của em rồi. Thấy chưa? Đáng đời. Ngay từ đầu người ta xin thì không cho lại còn chỉ. Xong đến lúc bị lấy lại khóc. Thôi chị im đi, chị mới là người dỉ nhá. Em đâu kẹo, em xin kẹo bằng ung trò. Cho em có ăn đâu. Nhưng mà em thấy ai ăn được. Em còn trả cho chị miếng nào luôn ý. Thì chị làm chị gì, chị phải cho em chứ chứ. Em làm em cũng phải cho chị chứ chứ. Chị. Em ý. Chị. Em ý. Chị ý. Em. Chị. Em. Hai đứa lại cãi nhau cái gì đấy. Chị em cho con kẹo. Em còn có cho con kẹo đâu. Kẹo mặn cho nhau ăn á. Tại sao con lớn mà không nhường em? Mẹ ơi, chị chẳng nhường con gì rồi còn trêu con đâu chứ. Hai bỏ em có đánh đá ấy. Chị mà chẳng đánh đá. Mẹ đứng đây rồi mà hai đứa vẫn còn cãi nhau thế à? Mẹ ơi, con bị một anh có biết đồ chơi với kẹo rồi. Con phải có khoe chị còn trêu con chứ. Hồng Anh à? Xuống dưới bếp lấy cho mẹ mấy đôi đũa lên đây. Làm gì ạ? Thì cứ lấy đi, lại hỏi làm gì. Thôi thì răng nín đi không khóc nữa. Mẹ ơi đũa đây ạ. Bây giờ bỏ đũa này, hai đứa nào bẻ được mẹ sẽ mua phần thưởng cho. Mẹ ơi mua cho con búp bê nhá. Nếu mà con bẻ được mẹ mua cho con kẹo húp ba. Rồi bẻ đi. Mẹ ơi sao nó chắc thế. Con bẻ được đũa đây em bẻ cho. Phải không? Đó, chị đưa này. Trời ơi, người bé như con kiến ấy mà bẻ. Không bẻ được đâu. Nào, Thùy Giang đưa cho mẹ. Đấy, hai đứa có thấy bẻ được không? Không ạ. Đây, anh cầm cho mẹ. Ơ sao mẹ không bảo con này con được mua kẹo à? Đấy, có thấy dễ hơn không? Có. Nhưng mà mẹ có bảo về từng cái đâu. Thế này thì bọn con làm sao mà được quá. Sao mẹ không bảo bọn con mẹ cho ăn ra. Mẹ có bảo các con là bẻ bó đũa này cùng một lúc đâu. Đấy, các con thấy không? Hai cái bẻ từng chiếc một rất là dễ dàng. Hai chị em ở trong một nhà là không được lên cãi nhau, để yêu thương lẫn nhau, không được tranh giành nhau, mỗi cái kẹo thôi mà cũng tranh giành nhau. Vâng ạ. Vâng ạ, con xin lỗi mẹ tại vì con không biết nhường em ạ. Chị cũng xin lỗi Thùy Giang nhá. À, em còn nhớ mặt cái anh mà lấy đồ của em không? Có ạ. Mấy mẹ, cho bọn con ra bọn con lấy lại đồ một chút xong bọn con lại quay lại nhá. Thì hai chị em đi cẩn thận nhá. Vâng ạ. Xin chào mẹ. Đi thôi. Đây chính là cái anh ăn cắp đồ chơi của em rồi. Cái này của tôi. Cái này của em mà. Con trai mà chơi búp bê. Tôi mua cho em con gái tôi. Cái của tôi mà tôi vừa mua xong. Chị hay công an không? Mắt thoải mái á. Sợ gì? Luôn đi rồi. Nhiều ơi, bảo Mách thoải mái mà đi luôn kìa. Thôi đi về đấy chị. Đi về thôi.